Thị mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Duy Hoàng. Duy Hoàng vừa rồi đã gửi đến cho chúng ta qua một tập truyện có tựa đề là Ma Gia Hóa Quỷ. Nếu như quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó thì chúng ta hãy tìm vào ở trên kênh Sóng để nghe lại ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Sông Hồn. Nếu như yêu mến văn phong của Duy Hoàng, quý vị có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sớm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sớm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Sống trên cuộc đời này, trong chúng ta chắc hẳn ai ai cũng biết đến hai từ linh hồn. Nó là một khái niệm trừu tượng mông lung ấy, nhưng lại rất thực tế, gắn bó với cuộc sống của mỗi con người chúng ta từ lúc lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tai về với tiên tổ. Có thể nói linh hồn là cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Hồn và xác song song tồn tại thì một con người mới được gọi là hoàn chỉnh. Nếu mất đi một trong hai, con người khi ấy chẳng phải là con người nữa. Ấy ví như con người ta mất đi linh hồn, thể xác còn lại cũng chỉ là phần xác thịt hữu hình, rồi sẽ mục rỗng theo thời gian mà hòa vào cát bụi. Hoặc ngược lại, khi không còn thể xác, linh hồn không có nơi trú ngụ, trở thành cô hồn giả quỷ lưu lạc vất vưởng. Từ trước đến nay, ai cũng biết đa số mỗi người chỉ có một linh hồn, một linh hồn duy nhất. Ấy nhưng mà trên đời chả có chuyện gì là không thể xảy ra được. Thế nên cái chuyện con người có nhiều hơn một linh hồn cũng không phải là không thể xảy ra. Câu chuyện ấy nghe có vẻ hoang đường, dớ dẫn. Ấy mà lại có thật. Có thật hoàn toàn. Đó là một câu chuyện về thằng Luân, bạn tôi. Ở cái vùng này, ai ai cũng biết về câu chuyện một xác hai hồn nổi tiếng của nó. Ấy mà nói đến cái chuyện này, nó cũng ly kỳ lắm. Đến nỗi chính bản thân nó là người trong cuộc, mà đôi khi nhắc lại, vẫn thể chả tin được, chứ nói gì đến những người lần đầu nghe kể. Thằng Luân sinh ra trong một gia đình nghèo, ở cái xã miền núi nghèo khó. Người dân quanh năm ruộng đồng, hiền lương và chất phác. Ai ai cũng nhân hậu và tốt bụng. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như thế. Duy chỉ có thằng Luân là cảm thấy cuộc sống của nó khốn cùng, bế tắc. Thằng Luân sinh ra trong một đêm mưa gió tháng 9. Đêm mà mẹ nó sinh nó ra đời thì cũng là đêm bố nó, chú Hùng, trên đường đi làm về khuya gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Mẹ nó còn đang ở cử, lại phải dấn khăn tang, chịu cảnh quá bụa lúc tuổi đời còn quá trẻ. Khung cảnh gia đình thê lương, cùng quẫn cũng kể từ sau cái chết của bố nó. Hai mẹ con nó rơi vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Gia đình bên nội vốn đã không ưa cô Lan, mẹ nó, bởi vì mồ côi, gia cảnh nghèo khó, lại có mang nó trước khi về làm dâu nhà chú Hùng. Nếu không nhờ sự cứng cáp từ chú Hùng thì chắc mẹ nó chẳng thể sinh nó ra đời được. Ấy mà ông trời khéo trêu chọc con người. Cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời khi thấy đứa con lọt lòng cũng là ngày buồn nhất cuộc đời khi chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con đã ra đi mãi mãi. Gia đình bên nội được thế đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà khi nó còn đang ẵm ngửa, chối bỏ hết trách nhiệm để cho mẹ con nó tự sinh tự diệt, không mảy may quan tâm lấy một lời. Trong mắt họ, hai mẹ con nó chẳng khác gì cái gai lâu ngày chưa được nhổ bỏ. Khỏi phải nói họ đã vui như thế nào. Thế là mẹ nó tay xách nách mang bồng bế nó về quê ngoại, nơi có cái mái nhà tồi tàn ngày xưa cô ở. Từ khi theo chồng cũng bỏ hoang, giờ lại thành chốn dung thân của hai mẹ con. Bà con xóm giềng biết chuyện của mẹ nó thì cũng thương cô lắm,
họ thường qua lại giúp đỡ cho mẹ con chút ít, gọi là cú ích lòng nhiều, tình làng nghĩa xóm, giúp mẹ con nó sống qua những ngày tháng cơ cực. Nó lớn hơn một tí thì mẹ nó đem đi gửi trẻ ở cái đình làng mà lao vào cuộc sống mưu sinh, vất vả ngày đêm khó nhọc để kiếm miếng ăn, nuôi sống hai người. Ngày tháng cứ thế trôi đi, cô Lan làm việc quần quật không kể ngày đêm, không kể mệt mỏi. Ai thuê gì cô cũng làm, từ sạc cỏ, trồng khoai đến gặt lúa, chăn bò, việc gì cô cũng làm. Làm để lấy tiền lo cho thằng con trai độc nhất và cũng là hy vọng duy nhất của cuộc đời cô. Vất vả mưu sinh làm, cô hốc hác đi trông thấy. Tuổi mới gần 30, vậy mà nhìn cô bên ngoài già hơn cả chục tuổi. Thân hình gầy gò, hai má hốp lại, mắt trũng sâu thâm quầng, lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ. Ấy mà cô vượt qua hết, vượt qua cả, không một lời than vãn về cái cuộc sống khó khăn cơ cực này. Niềm vui của cô là mỗi buổi tối thấy thằng cu mỗi ngày một lớn lên, ê a gọi mẹ, chập chững biết đi, rồi thì tiếu tích cười đùa. Vì nụ cười của con, khổ như thế cô cũng chịu được. Nhưng mà dường như cuộc sống này không thương cho người đàn bà khắc khổ ấy được một ngày vui vẻ trọn vẹn. Thằng Luân lúc bé do thiếu ăn nên gầy còm hơn đám trẻ con trong xóm. 5-6 tháng tuổi phải cai sữa mẹ, uống nước cơm, nước sắn thay sữa. Cô Lan thương con lắm. Những lúc được trả công, cô cũng góp nhặt, mua cho con hộp sữa, cố gắng tằn tiện không dám tiêu pha để mua cho con vài liều thuốc bổ, mong sao con được mập mạp như chúng bạn. Thế mà đáp lại sự cố gắng của cô, thằng Luân vẫn còm nhom, khô đét, người toàn da với xương. Người con mà cô Lan cứ rơi nước mắt. Thấy con gầy yếu hơn chúng bạn, những lúc đi chơi bị bọn nó bắt nạt, bị xô ngã, rồi bị chúng nó trêu chọc, cô chỉ biết ôm con mà khóc. Làm được bao nhiêu tiền, cô chẳng dám ăn, cũng chẳng dám mặc. Góp nhặt từng đồng từng hào, hễ nghe ở đâu có thầy hay thuốc tốt là lại khăn gói quả mướp đưa con đi, với hy vọng con được như chúng bạn. Vậy mà hết đông y rồi đến nam y, đến cả thuốc tây cũng chẳng ăn thua. Tiền cứ mỗi ngày một cạn, mà thằng bé vẫn cứ còm nhom, ốm yếu xanh xao, hay bệnh tật triền miên. Nhiều đêm cô thức trong con bệnh mà khóc hết nước mắt. Thương con lắm, mà cảnh mẹ quá con côi, lại nghèo khó, cô đành chấp nhận. Thế rồi có một hôm, cô đi chợ nghe bà hàng rau khuyên bảo là nên đưa thằng bé đi coi thầy, xem biết đâu nó dính vào chuyện tâm linh gì đó, hay có khi bị ai theo ám nên mới như vậy. Cô Lan trước giờ cũng ít tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng mà ông bà ta có câu, có bệnh giái tứ phương. Cô cũng cho là phải, lại dây mượn ít tiền đưa con lên tận mạn Thái Nguyên tìm ông thầy tên Hà. Nghe bảo ông này cao tay lắm, phàm chuyện lớn chuyện nhỏ trong thiên hạ ông đều tỏ tường, nói như đọc, đúng không sai tẹo nào. Chật vật mãi thì cô cũng đưa được thằng Luân đến cửa thầy. Lại thấy nhiều người xếp hàng chờ đến lượt, cô cũng bế con ngồi vào hàng mà đợi. Chờ mãi từ sáng đến chiều mới đến lượt. Thằng Luân trên tay cô cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến lúc mẹ nó đánh thức dậy, nó mới bừng tỉnh mà luống cuống chắp tay chào thầy. Cô Lan khúm núm chắp tay trước ngực mà nhẹ giọng nói. Dạ bẩm thầy, xin thầy xem xét giúp cho con đội ơn thầy ạ. Ông thầy Hà nheo mắt đầy nếp nhăn, vuốt chòm râu trắng như cước. Ông đưa tay bắt mạch, rồi lại nhìn tổng thể tướng mạo của thằng bé. Ông cẩn thận xem hết từ mắt mũi tay chân, rồi cuối cùng ông nhẹ nhàng nói. Nhà chị nghe ta nói đây. Thằng bé này sinh ra vốn đã yếu ớt. Từ bé hay bệnh vặt, đêm hay quấy khóc, ăn uống không được. Mà có ăn bao nhiêu đi nữa thì cũng không mập lên, cơ thể suy nhược, ốm yếu hơn chúng bạn cục trang lứa. Tôi hỏi khi không phải, thế có phải ngại nó ra đời
cũng là ngày bố nó mất. Rồi thì trước khi nó ra đời, chị thấy sự lạ. Cái kiểu như là có người đi theo mình, có đúng không? Cô Lan nghe đến đây thì tái mặt, thầm thán phục trước tài nghệ của ông thầy, gật đầu mà đáp. Bẩm thầy, tất cả những gì thầy nói đều đúng hết à? Ông thầy khẽ gật đầu rồi từ tốn nói. Ta biết chị trước giờ cũng không có lòng tin vào tâm linh. Hôm nay đến cậy cửa ta cũng là cùng đường rồi. Những chuyện ta nói ra sau đây có thể chị sẽ không tin, nhưng ta phải nói, chị liệu mà tính toán nha. Vâng, bẩm thầy cứ nói ạ. Mẹ con đang nghe đây ạ. Có gì xin thầy cứ dạy bảo. Ông thầy khẽ vuốt chòm râu bạc rồi nói. Thằng bé này không bình thường. Nó có hai linh hồn. Cô Lan nghe đến đây thì tỏ vẻ không hiểu, còn tưởng mình nghe nhầm. Cô quay lại hỏi thầy. Dạ bẩm, thầy vừa nói gì cơ à? Còn nó... Nó có cái gì cơ à? Phải, thằng bé có hai linh hồn trong một cơ thể. Hai linh hồn song song tồn tại. Đó cũng là lý do tại sao nó hay bệnh vặt. Vì một xác phải gánh hai hồn, cũng là lý do tại sao nó ăn mấy cũng không mập lên được. Vì phần thức ăn ấy phải chia ra mà nuôi hai linh hồn cùng lúc, nên nó có ăn bao nhiêu đi nữa cũng vẫn mãi gầy còm như thế thôi. Cô Lan nghe đến đây thì lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Ấy nhưng mà cô vẫn còn điều chưa tỏ. Cô hỏi thầy. Dạ bẩm thầy, Thế cháu nó như thế có gặp gì nguy hiểm không ạ? Xin thầy cứu giúp cho. Con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn của thầy. Nguy hiểm hay không thì còn phải phụ thuộc vào nó. Thông thường ở một linh hồn thôi đã khó kiểm soát, thiện ác còn chưa phân định được, huân hồ gì đầy đến hai linh hồn thì còn phụ thuộc vào bản tính của cháu nó nữa. Tôi ví dụ nha, ấy nếu như bình thường cháu nó tâm địa lương thiện, dần dần sẽ áp chế được cả hai linh hồn đi theo con đường lương thiện mà trở thành người nhân hậu hơn hẳn những người khác. Sau này sẽ được người ta hết mực kính trọng. Ấy thế nhưng nếu cháu nó tâm địa không tốt, sẽ dẫn đến hai linh hồn cháu đều xấu. Thế thì sau này cháu nó sẽ trở thành kẻ đại gian đại ác, làm đủ mọi chuyện xấu. Cái này còn phải trông vào tạo hóa của nó nữa. Tôi cũng không có cách nào giúp đỡ, vì đây vốn là mệnh của cháu. Trời sinh như thế thì... Nên tôi cũng đành bất lực. Tôi chỉ có thể chỉ cách cho chị hướng cháu nó theo con đường tốt. Ấy là từ bé đến khi cháu nó đủ 24 tuổi, tức là qua hai vòng tuổi, thì tuyệt đối chị không được để cháu nó động vào việc giết mổ máu mè. Vì bản tính cháu nó dễ bị kích động, thấy máu thì tâm ma trỗi dậy, chiếm đoạt linh hồn làm chuyện xấu. Lúc ấy sẽ nguy cấp lắm. Chị phải ra sức dạy dỗ cháu nó điều hay lẽ phải, hướng cháu nó đến con đường thiện lương, thì mai ra mới cứu được cháu nó qua tài kiếp mà trở thành bậc hiện tại nhân đức. Chị hãy nhớ lấy lời tôi, một khi tâm ma cháu nó trỗi dậy, không gì có thể ngăn cản được nó làm chuyện xấu. Còn xấu đến mức nào thì xin lỗi, tôi không thể nói. Giờ chị cho cháu về đi. À quên nữa, tôi tặng cháu nó vật này. Chị phải đeo cho cháu đến năm nó đủ 24 tuổi thì thôi. Nó sẽ giúp kiềm hãm lại sự phát triển của tâm ma trong người cháu nó.
Nói đoạn, ông thầy móc trong túi ra một đồng tiền cổ làm bằng đồng, được xâu qua một sợi dây màu đỏ. Nghe ông thầy nói, đây là một đồng tiền cổ có từ mấy trăm năm trước, hội tụ linh khí trời đất, có khả năng xua đuổi tà ma. Đeo vào cho cháu nó chỉ có lợi chứ không có hại. Nó cũng sẽ giúp thằng bé phần nào được mập mạp hơn một chút, cho khỏi thua thiệt bạn bè. Nói xong, thầy bảo hai mẹ con ra về, cũng không lấy đồng tiền công nào cả. Cô Lan lấy làm cảm kích ông thầy đã giúp đỡ. Nguyện sau này khi thằng Luân khôn lớn, sẽ quay lại đây làm công đức không công hết đời để báo đáp. Nói rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau ra về trong cái ánh chiều tà đỏ rực phía chân trời xa. Lòng cô mong sao cho thằng Luân được bình an, thuận lợi vui vẻ mà qua năm 24 tuổi. Về đến nhà, cô theo lời thầy dặn mà tuyệt đối không cho thằng bé đụng vào chuyện giết chóc, thậm chí đến con muỗi cũng không cho thằng bé đập. Cô quan niệm thà cẩn thận một chút còn hơn là làm bừa rồi hối hận. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi, thằng Luân cũng cứ thế lớn lên, cũng có da có thịt hơn trước. Cô Lan thấy thế thì mừng lắm, dặn lòng sẽ hết sức chú ý chăm sóc cho nó, không để nó theo con đường ác đạo. Nhưng rồi một lần nữa, ông trời lại thử thách hai mẹ con nhà cô, trò đồ nghiệt ngã của số phận. Người tính cũng không bằng trời tính. Bi kịch bắt đầu ập đến vừa vào năm thằng Luân 13 tuổi. Từ đêm định mệnh ấy, số phận nó đã đi theo một hướng khác, con đường mà không một ai muốn nó đi vào. Con đường trở thành một kẻ máu lạnh, một gã đồ tể tay nhúm đầy máu tanh, lạnh lùng và tàn ác. Số là tối hôm đó, trong làng có cái đám cưới. Thằng Luân cùng với đám nhóc trong xóm chạy sang đó chơi từ sẩm tối đến khuya, ăn bánh, ăn kẹo, vui chơi thoải mái lắm. Đến nỗi nó quên luôn cả giờ giấc. Đến khi nhớ lại thì cũng gần 11 giờ đêm, nó vội vàng tức tốc chạy về. Trong lòng chắc mẩm kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Cái đám cưới ở tận cuối làng, cách nhà nó một đoạn khá xa. Đường thì khúc khuỷu khó đi. Cũng may hôm nay là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc. Nó cố gắng bước nhanh về phía nhà. Chợt đang đi, nó nhận ra hình như có thứ gì đó đang đi theo sau mình. Cái cảm giác có thứ đi theo, nó rờn rợn khó chịu lắm. Quay người lại nhìn, chả thấy gì cả. Nhưng cái cảm giác ấy nó vẫn chân thật lắm. Nó bất giác rùng mình một cái, rồi cố vờ đi như không có gì, rảo bước đi nhanh hơn. Quái lạ, nó bước nhanh thì cảm giác thứ kia cũng đi nhanh. Chậm thì nó cũng chậm, dừng lại thì nó cũng dừng. Nó thoáng chốc sợ hãi, da gà nổi lên. Nó nhớ đến lời của mẹ. Mẹ nó cũng nói chuyện nó có hai linh hồn cho nó nghe. Ấy nhưng mà một thằng bé chưa trưởng thành, nó cũng chả hiểu linh hồn là cái gì. Chỉ là mẹ nó dặn thì nó phải nghe. Lúc này bất chợt, nó cảm thấy lạnh sống lưng, quyết định không đi nữa. Nó tìm đến một cái bụi cây bên đường, nấp vào đó, quan sát xem rốt cuộc là cái thứ gì đang đi theo mình. Ngồi trong bụi cây âm thầm quan sát, một hồi lâu nó cũng chẳng thấy gì. Ở trong chỗ nó nấp, đám muỗi đang ùa ra mà đốt. Nó ngứa ngái gãi xoành xoạch, đưa tay xua xua đám muỗi đi. Nhưng mà càng xua thì muỗi đốt lại càng nhiều. Nó muốn đập chết mấy con muỗi, nhưng mà nhớ lại lời mẹ nó dặn, không được đập. Nó cũng chả hiểu sao mẹ nó không cho nó đập kể cả là một con muỗi. Nó suy nghĩ, cũng chỉ là một con muỗi, đập thì cũng có làm sao đâu mà mẹ lại cấm chứ. Người ta cũng vẫn đập hàng ngày, có bị cái quái gì đâu. Mẹ chỉ khéo lo thôi. Nghĩ đến đây, nó cho là phải. Với lại cái đám muỗi đã đốt nó sưng cả chân lên rồi, không chịu nổi nữa. Nhìn mấy con muỗi hút no máu rồi bay đi, nó tức lắm, đưa tay lên đập một phát dứt khoát. Lập tức đập bẹp dí mấy con muỗi. Máu từ bụng mấy con muỗi vỡ ra, tạo thành mấy đốm máu đỏ tươi trên tay nó.
lần đầu tiên nó nhìn thấy máu là máu của mình. Chả hiểu sao nó lại có một cảm giác kỳ lạ. Nó cảm thấy hưng phấn, kích thú nhìn vệt máu trên tay. Nó cười, đầu óc nó mụ mị đi. Cảm giác thật là kích thích. Cái thứ máu này không ngờ lại cho nó cảm giác thích thú như vậy. Nó đưa tay lên sát mặt ngắm nghía, rồi bất chợt lè lưỡi ra liếm mấy giọt máu ấy. Rồi chợt nó cười lên ha hả, lòng vui sướng lạ kỳ. Cảm giác thích thú trôi qua, nó giật mình, tự hỏi bản thân vừa làm cái quái gì thế không biết. Không những đã làm sai lời mẹ dặn, lại còn làm cái hành động kỳ quặc. Nó như tỉnh táo hẳn, giật mình nhận ra nãy giờ mình ngồi đây cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Không về nhanh, mẹ lại đánh cho nát đít. Thế là nó chui ra khỏi cái bụi rậm, phăng phăng bước đi về phía nhà. Nó không hề biết rằng, dưới ánh trăng vàng giọt, dưới đất xuất hiện một thứ, chính là cái bóng của nó. Ấy nhưng lạ là không phải một, mà có đến hai cái bóng. Cứ thế, một người hai bóng, bước đi trên con đường làng mấp mô vòng vèo hướng về nhà. Cũng chẳng hiểu sao từ khi đưa tay đập mấy con muỗi, nó lại cảm giác lạ. Rõ ràng là cảm giác rất lạ. Nó thật sự kích thích. Nó lại thích máu, thích màu đỏ tươi của máu, thích cái vị mặn mặn, tanh tanh. Và cảm giác thích thú của máu đem lại làm nó sảng khoái, vui vẻ như kẻ nghiện được chơi thuốc vậy. Cảm giác đã lắm, thích thú thật sự. Nó chỉ nghĩ đơn giản là từ bé nó không được tiếp xúc với máu, nên lần đầu nhìn thấy máu nó mới có cảm giác lạ lạ ấy. Nhưng nó không hề biết trong thân xác của nó đã hình thành một nhân cách khác, tàn nhẫn và khát máu. Ý niệm đó đang lớn dần, dần dần lấn át tâm trí của nó, điều khiển nó làm ra những chuyện mà sau này khi kể lại nó vẫn thấy dằn vặt, ám ảnh và ghê tởm. Nó cứ thản nhiên bước đi như thế. Thoáng chốc, cánh cửa nhà đã hiện ra trước mắt. Nó đẩy cửa bước vào. Mẹ nó giờ này chắc cũng đã ngủ. Bà đi làm cả ngày mệt mỏi nên thường ngủ sớm. Với cả hôm nay nó đã xin phép mẹ ngủ lại nhà thằng Minh bạn nó, nên bà cũng không đợi cửa mà đi ngủ trước. Lúc nãy nó lại quên bén mất việc này, giờ nhớ ra thì đã về đến nhà. Thôi thì đi ngủ luôn vậy. Nó khẽ ngón chân bước ra sau nhà, múc nước trong cái lu sành ra mà rửa chân tay. Định bụng rửa chân tay cho sạch sẽ mát mẻ rồi đi ngủ. Nhưng mà một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Cũng chính sự việc này, tầm ma của nó đã được đánh thức, nổi lên mạnh mẽ và làm tiền đề cho một loạt những sự việc ghê rợn về sau. Nó đang lúi húi rửa chân tay thì đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Nó giật mình quay lại nhìn, giáo giác một lúc cũng chưa phát hiện ra tiếng chó sủa ở đâu. Nghĩ bụng chắc có con chó nhà hàng xóm sang nhà nó rồi thấy lạ nên sủa. Rõ ràng là cái giống chó đã sang nhà người ta còn cứ nghĩ là nhà mình. Nhìn thấy chủ nhà lại tưởng là khách lạ. Nuôi loại này chỉ tốn cơm, lại đi trong nhà cho hàng xóm, rõ thật là ngớ ngẩn. Nghĩ thế nên nó định bụng bước vào nhà đi ngủ, thì tiếng chó sủa càng hăng, dồn dập, đứt quãng, mà nó lại chỉ sủa tiếng một. Tiếng một rõ to. Cứ thế này thì mẹ nó đang ngủ chắc cũng bị đánh thức mất thôi. Tức mình, nó quay lại nhặt cái khúc cây dưới đất, định bụng ném, dọa cho con chó nó sợ mà chạy đi. Nó đứng im xác định hướng con chó sủa. À, trốn trong bụi chuối mà sủa ông à. Phen này mày ăn cây gậy, không chạy quắn đít vào mới là lạ con à. Nó nhắm đến bụi chuối, ném cái cây gậy về phía đó. Quả nhiên con chó bị dọa, kêu đánh ẳng một cái, rồi loạt xoạt bỏ chạy, kèm theo tiếng sủa to hơn và có vẻ như sợ hãi. Chết cụ mày chưa con, sủa hả? Chừa nhá, cút mẹ mày về nhà mày mà sủa,
sủa nữa ông cho cục gạch vào đầu chết cụ mày đó nha. Đang đắc ý vì dọa được con chó bỏ chạy bạt mạng, nó đang định bước vào nhà thì một lần nữa tiếng chó sủa lại vang lên. Lần này không phải một mà đến hai con đang thi nhau sủa, sủa ầm ầm giữa đêm khuya khoắt làm nó điên tiết. Lúc này dường như có cái gì đó đang lẫn ác tâm trí, nó chợt có một suy nghĩ ác độc là phải đập chết mấy con chó này mới hả dạ. Chả lẽ nó mà lại chịu thua mấy con chó, làm mẹ gì có cái chuyện ấy. Và thế là nó tiến lại gốc cây, nhặt lấy một cục đá to bằng cái bát cơm, chậm rãi tiến lại phía gốc chuối. Lúc này tiếng chó sủa dồn dập càng kích thích cái máu điên trong người nó trỗi dậy. Mặt nó đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mắt nó đỏ ngầu lên. Dồn nén hết sự tức giận vào cục đá trong tay, nó lấy hết sức bình sinh, nín thở, ném một phát thực lực về phía gốc chuối. Một tiếng bịch vang lên, tiếp sau đó là tiếng kêu ăn ẳng của một con chó và tiếng bước chân bỏ chạy bạt mạng. Nó tiến đến phía gốc chuối, trong đó có một thứ gì đó đang nằm, hình như là một con chó. Phát ném vừa rồi trúng phải đầu một con chó, nó đang choáng váng nằm vật ra đất, miệng rên ư ử. Trên đầu nó máu đang chảy ra, con chó chưa chết hẳn. Thấy nó tiến đến thì cố đứng dậy, rồi cố sủa vài tiếng, rồi lại lảo đảo gục xuống. Thằng Luân lúc này nghiến răng nghiến lợi mà nói: vẫn còn già mồm hả? Thế thì ông mày có muốn tha cho mày cũng không được. Nói rồi nó lại nhặt một cục đá, định bụng đập thêm cho con chó một phát cho nó chết hẳn. Máu trên đầu con chó đang tuôn ra ào ạt. Nhìn thấy máu, cảm giác kích thích lúc nãy lại trỗi dậy. Nó như đang biến thành con người khác. Trong đầu của nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải đập nát đầu con chó khốn nạn kia, càng cái tội dám sủa ông. Nó dần dần tiến đến, con chó chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn cố lếch đứng dậy, gầm gừ, lại còn đớp đớp mấy phát như kiểu dọa nạt. Thằng Luân đã cai cú lắm rồi, lúc này tâm trí non nớt của nó chỉ có một chữ duy nhất là giết. Nó nắm chặt cục đá trong tay, nhắm thẳng đầu con chó mà ném một phát thực lực, miệng rít lên: chết cụ mày đi. Cục đá lại một lần nữa tìm đến đầu con chó. Một tiếng cớp khô khốc vang lên. Con chó ăn thêm phát này nữa thì gục hẳn. Đầu nó thủng một lỗ, máu tuôn ra như suối. Nó dãy lên đành đạch, rồi nằm im bất động. Thằng Luân thở hồng hộc, máu điên trong người nó vẫn chưa nguôi. Nó tiến lại phía con chó đang nằm. Con chó vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn đang thoi thóp. Nó lại cúi người bê lên một cục đá to bằng quả dừa. Lúc này nó như hoàn toàn đánh mất nhân tính. Dòng máu kia trong nó như đang thôi thúc, nó muốn đập nát đầu của con chó. Lúc này tai nó như ù đi, như có hàng ngàn con ong đang bay trong đó vậy. Rồi nó mơ màng nghe thấy một giọng nói âm u và hằn học, gầm gào: giết, giết nó đi. Nó phải chết. Nó dám sủa mày, dám chống lại mày, thế thì nó phải chết. Phải chết. Giết nó. Nó lúc này như con rối bị cái tiếng nói kia điều khiển. Nó bê cục đá lên qua đầu, rồi giáng thật mạnh xuống. Rồi nó lại nhặt cục đá lên, ngồi xuống, rồi đập liên tục, phải đến mấy chục phát. Vừa đập, nó vừa gằn lên trong cổ họng: nè thì sủa nè, sủa hả, sủa nữa đi, sủa à, sủa nữa ông mày xem nào, nè thì sủa nè, chết đi, chết đi, chết cụ mày đi, dám sủa ông nè, dám đớp ông mày à, chết đi, chết đi. Đến lúc cái đầu con chó nát như tường, máu và não văng tung tóe, trộn lại với nhau thành một đống bầy nhầy. Mùi máu tanh kia như một liều thuốc kích thích,
Nó điên cuồng đập, đập đến khi mệt quá không đập được nữa. Nó vứt cục đá đã nhớm máu sang một bên. Nó ngồi vật xuống đất mà thở hồng hộc. Nó thấy thỏa mãn lắm. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, miệng nở một nụ cười gian ác. Mắt nó ánh lên vẻ ác độc, khác hẳn vẻ hiền lành ngày thường. Nó như biến thành người khác, rồi cứ ngồi đó mà cười lên khằng khặc. Giọng cười không giống của con người, mà là giọng cười của loài quỷ dữ. Xong xuôi đâu đó, nó lại tiến lại cái lu sành mà múc nước ra rửa chân tay, rửa sạch những vết máu trên cơ thể. Nó cũng thay bộ quần áo bê bết máu ra, mặc một bộ quần áo mới. Còn bộ quần áo nhớm máu kia, nó do tròn lại rồi bỏ một cục đá vào trong, tiến ra chỗ cái ao sau nhà, ném xuống nước phi tan. Cục đá nặng kéo bộ quần áo dần chìm nghiễm xuống. Nó thở hắt ra một cái, rồi bước vào nhà, lên giường đánh một giấc đến sáng. Lòng chẳng mãi mai suy nghĩ gì về cái việc nó vừa làm, thản nhiên như không. Trên đầu giường, một nhân ảnh đen xì đang đứng đó, nhìn nó mà nở ra một nụ cười âm hiểm. Nó đã bước được một chân vào ma đạo, không lối thoát. Sáng hôm sau, nó còn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì nghe có tiếng mẹ nó gọi dậy gấp lắm. Dậy, dậy đi con, dậy đi. Có chuyện rồi con ơi, dậy đi nhanh lên, dậy nè. Đang cần buồn ngủ, nó vừa ngáp dài vừa nói, giọng ngái ngủ. Cái gì thế mẹ? Mới sáng sớm con còn đồ ngủ mà. Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đã, hẳn còn sớm mà mẹ. Dậy đi, dậy nhanh lên đi ra vườn với mẹ. Con cái này kinh lắm, mau lên, mau lên không mẹ đánh đòn bây giờ nè, nhanh. Vốn đang cần buồn ngủ vì đêm qua thức khuya, nó tính ngủ thêm chút nữa ấy, nhưng mà mẹ nó gọi nhiều quá nên cũng đành miễn cưỡng mò dậy đi theo bà ra sau nhà, nơi có cái bụi chuối. Mẹ nó cầm tay dắt nó một mạch ra chỗ mấy bụi chuối, rồi chỉ tay vào trong ấy mà nói. Trong kia ghê lắm, ghê lắm con ơi. Thằng Luân mắt nhắm mắt mở lại đang ngái ngủ. Theo hướng tay mẹ nó chỉ, nó cũng miễn cưỡng đi lại xem thế nào. Bụi chuối cách chỗ nó đứng không xa, chắc khoảng tầm 10 bước chân là cùng. Nó thoáng chốc đã tiến sát lại bụi chuối. Càng lại gần, nó càng ngửi thấy một mùi gì đó tanh tanh, hôi lợm giọng. Nhưng mà đầu óc nó lúc này trống rỗng, nó chả biết cái thứ mùi ấy là mùi gì. Cứ vậy tiến lại từng bước, đưa tay vạch mấy tàu lá chuối ra. Nó kinh hoàng đến mức ngồi phịch xuống đất, cứ vậy lết lùi lại phía sau, mắt mở to, miệng ú ớ. Trời ơi, con cún mẹ ơi, con cún, nó bị sao thế mẹ? Cô Lan thấy thế thì vội chạy lại đỡ lấy nó, kéo nó ra xa khỏi bụi chuối. Hai mẹ con ngồi vật xuống cái thềm giếng mà thở hồng hộc, mặt mũi tím tái. Riêng thằng Luân thì mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ông Bình nhà hàng xóm nghe tiếng thằng bé kêu thì cũng hớt hải chạy sang. Thấy hai mẹ con đang ôm nhau run như cầy sấy ngồi ở thềm giếng, ông mới hốt hoảng lên tiếng hỏi. Cô Lan, có chuyện gì thế? Tôi Bình đây, hàng xóm cô đây nè. Thế có cái chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ con cô đã ôm nhau kêu quay quái thế? Này, bộ trúng gió à? Này! Ông Bình đưa tay lay lay vai cô Lan. Một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, chỉ tay vào bụi chuối mà sợ hãi nói. Bác Bình ơi, con chó nhà em, nó chết ở trong kia kìa. Nó bị ai đập nát hết cả đầu. Kinh lắm bác ơi. Hả? Có cái chuyện ấy hả? Đâu, để tôi xem nào. Làng này trước giờ làm gì có cái loại bá chó
hay bẫy chó thức đức ấy đâu. Ông Bình cũng lò dò tiến lại chỗ cái bụi chuối. Lát sau cũng ôm bụng bịt mũi trở ra, nồn thóc nồn tháo vào cái gốc cây dừa kế bên sát cái sừng giếng. Sau khi nôn ra hết cả ruột cả gan cả lòng cả mề, ông mới quay lại nói với mẹ con cô. Ôi trời ơi, kinh thật đó. Tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi mà chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp có cái con chó nào đó lại chết một cách kinh tởm như vậy. Ôi trời ơi, hại quá cô à. Tổ cha cái đứa nào thức đức vậy. Tội con chó quá. Thế bây giờ tính sao hả bác? Chả lẽ cứ để nó nằm đó rồi hôi thối ai mà chịu được? Không, ai lại để như thế bao giờ. Phải đem chôn nó thôi cô à. Chứ tầm này bố ai mà dám đem đi làm thịt. Trời ơi gớm à, bét nhè ra như thế kìa, tổm chết được. Bác xem thế nào giúp mẹ con em với. Em phận đàn bà, nhìn thấy thôi em đã bủng rủng hết cả chân tay ra rồi. Làm sao mà em đem chôn được? Thằng cu Luân thì còn bé, nó vừa nhìn thấy cảnh đó, nó cũng đứng không vững nữa. Nãy giờ vẫn còn run cầm cập đây nè. Trời ơi, ai mà ác nhân thức đức thế không biết nữa. Con vật nó có biết cái gì đâu cơ chứ. Trời ơi, nuôi bao nhiêu lâu mới được con chó như thế. Thôi, tôi biết rồi, để đó tôi tính cho. Nói rồi ông Bình đứng trầm ngâm chống tay vào cằm, vừa vuốt vuốt mấy cọng râu mọc ngược lởm chởm trên cái cằm bạnh ra trông như cái ụ mối, vừa suy nghĩ vừa tính toán. Ông nghĩ bụng, mẹ nó chứ, không biết cái đứa ác ôn nào lại làm ra cái trò này. Đập chết con chó thì thôi đi, đằng này lại còn đập nát bè bét cái đầu của nó ra thế kia, trông kinh chết đi được. Thà là trúng bả thì mai ra còn được bữa thịt chó. Đằng này lại... Thôi đành đem chôn vậy. Tổ cha đứa nào làm ra cái trò này, ông mày nguyền rủa cho không khá lần được. Báo hại ông mày nôn hết cả bữa sáng ra rồi đây nè. Suy nghĩ hồi lâu, rồi quay sang mẹ con cô Lan lúc này cũng đã tỉnh đến 8-9 phần. Ông Bình nói giọng dứt khoát. Cô Lan, cho tôi mượn cái cuốc đi. Tôi ra ngoài kia tôi đào cái hố, chôn quách nó đi là xong. Ấy mà cô chuẩn bị cho tôi thêm ít vòi bột nha. Thế đi, tôi về nhà thay bộ quần áo rồi tôi sang giúp cho. Thế nha, tôi về. Nói đoạn, ông Bình bước thẳng về nhà. Cô Lan cũng tất tả đi chuẩn bị dụng cụ cho ông Bình chôn cái xác con chó. Độ 15 phút sau thì ông Bình cũng sang, tay xách thêm chai rượu nếp. Vừa bước vào cửa, ông đã nói to. Cô Lan đâu rồi? Nhà có chó không? Mà nó chết mẹ rồi còn đâu? Vâng, tôi đây nè. Sao bác về nhanh thế ạ? Tôi về thay bộ quần áo với lấy chai rượu để xua bớt mùi. Cô chuẩn bị đủ những cái tôi bảo chưa? Rồi rồi ạ, tôi chuẩn bị hết cả rồi. Bác làm ơn giúp cho, mẹ con tôi đội ơn bác à. Ôi, ơn nghĩa khỉ gì. Hàng xóm láng giềng với nhau, có tí việc con này mà không giúp được thì còn ra cái gì hả? Thế thôi cô làm gì á, cứ làm việc đi. Tôi ra kia đào cái hố. Thế nha, phải làm nhanh chứ không mà để mặt trời lên cao là nó trương phình nó rồi rùi nhặn nó bâu vào thì khổ đó. Vâng, nhờ bác giúp cho. Ông Bình gật gật đầu, rồi lại chỗ gốc dừa, vác cái cuốc lên vai, tay xách chai rượu với cái túi đựng vôi, bước thẳng ra chỗ phía cuối giường. Ông ngước mắt lên nhìn trời, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Một hồi lâu, ông mới quyết định đặt cuốc xuống đất mà bắt đầu bổ những phát đầu tiên. Đất chỗ này cũng mềm, với sức lực của người đàn ông lực điền, chả mấy chốc một cái hố đã hiện ra trước mắt. Ông Bình cứ vậy hí hoái đào. Sau khi cái hố rộng khoảng độ 1 mét,
sâu cỡ mét rưỡi hiện ra. Ông mới nhảy lên bờ, ngồi vào bóng râm, phe phẩy cái nón lá cho mát. Lúc này ở trong nhà, thằng cu Luân mới rót một ly nước đầy bưng ra cho ông, rồi lễ phép nói: "Bác ơi, bác Nghĩa Tài uống miếng nước cho mát ạ." "Ờ, được, thằng này ngoan đó, cho bác xin." Ông Bình đưa tay đón lấy cốc nước, tu một hơi hết sạch. Xong, ông thở dài một tiếng, bảo thằng cu Luân lại ngồi bên cạnh mà nói: "Này, bác bảo nghe, cháu phải ngoan, phải nghe lời mẹ, đừng làm chuyện gì khiến mẹ cháu buồn, nghe chưa? Mẹ cháu là thương cháu lắm đấy." Nghe ông Bình nói vậy, thằng cu Luân cười lên thật tươi, rồi nó nói: "Vâng ạ, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ không bao giờ làm mẹ cháu buồn đâu." Giỏi, giỏi lắm. Thôi đi vào nhà đi, để bác làm nốt cho xong. Ở ngoài này nắng lắm, không khéo lại ốm ra đó thì khổ mẹ mày." "Vâng ạ." Thằng cô Luân cầm ly nước đứng lên định đi vào nhà. Đi qua chỗ cái hố ông Bình đang đào, nó quay lại hỏi: "Bác ơi, sao bác đào cái hố to thế ạ? Lại còn sâu nữa." "À, đào thế này để cho nó chắc, lỡ cái đám mèo hoang hay chó dại trong xóm nó ngửi được mùi rồi nó lại bới lên tha về nhà thì khốn. Thôi vào nhà đi, để cho bác làm." Thằng bé vô tư đi vào nhà. Trong đầu nó suốt từ khi nhìn thấy cái xác con chó đến bây giờ, nó cứ có một cảm giác quen thuộc. Hình như nó đã nhìn thấy cảnh con chó bị đập đầu chết ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà kỳ lạ là nó chẳng thể nhớ rõ được. Cố nghĩ thì đầu nó lại đau như búa bổ, hết suy nghĩ thì cũng hết đau, thế mới lạ. Hì hục nửa buổi sáng thì ông Bình cũng đã chôn xong cái xác con chó. Ông trở vào nhà, mồ hôi nhễ nhại, ông bảo với cô Lan: "Xong rồi nha, tôi chôn kỹ lắm rồi, đám chó hoang không bới lên được đâu. Thôi, thế tôi về nhà. Nhà còn mảnh vườn chưa có dọn, tôi về làm nốt cho xong á, không bà nhà tôi ở chợ về lại ầm ĩ lên. Thế nha." "Ấy, bác khoan về đã. Cảm ơn bác đã giúp mẹ con em. Giờ cũng trưa rồi, mời bác ở lại ăn với mẹ con em bữa cơm, xong rồi hãy về ạ. Coi như mẹ con em cảm ơn bác. Thú thực, nếu không có bác giúp cho thì mẹ con em cũng chả biết làm sao nữa." "Ôi, cô cứ khách sáo làm gì. Hàng xóm với nhau có mỗi tí việc ấy mà cô làm như là to lớn lắm không bằng. Thôi không cần cơm nước gì đâu, tôi về." Bác ở lại ăn cơm với mẹ con cháu đi, xong rồi cháu sang nhà bác chơi, giúp bác dọn vườn, được không hả bác?" Giọng thằng Luân khẩn khoản. Ông Bình nghe thế thì cũng mũi lòng, ông đồng ý ở lại ăn cơm. Xong xuôi đâu đó, ông chào mẹ con ra về. Chiều hôm ấy, thằng Luân cũng sang nhà ông giúp ông dọn dẹp vườn. Thằng bé lúc này trông đáng yêu lắm, nhưng mà không ai biết trong con người nó đang tồn tại một con ác quỷ, chẳng mấy chốc sẽ gây nên sóng gió cho cả cái làng này. Đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã, thằng Luân cùng với đám trẻ con trong xóm đang chơi đá bóng ngoài cánh đồng vừa gặt còn thơm mùi lúa. Mặc kệ trời mưa, chúng nó cứ đá như không hề có chuyện gì. Đang chơi say sưa thì thằng Luân dấp bóng ngã sỏng xoài, quần áo lấm lem bùn đất, chân cũng toạc một miếng, máu chảy đầm đìa. Trời lúc ấy đã nhá nhem tối, đám trẻ con mà đặc biệt là ba thằng Tuấn, Tùng và Kiên, ba thằng này quậy phá có tiếng ở trong làng, lại còn hay trêu chọc đám nhóc nhỏ hơn. Mà thằng Luân gầy gò, luôn là tâm điểm của những vụ trêu chọc. Lần này cũng thế, thằng Luân vừa ngã thì lập tức cả đám đã bâu vào trêu chọc: "Úi trời ơi, chúng mày xem, cái thằng đàn bà nó lại ngã rồi chúng mày à. Úi trời, đau không? Đau lắm hả? Tao bảo rồi, loại mày về nhà chơi nhảy dây với đám con gái ấy, chứ làm sao mà chơi được với bọn tao. Chưa gì là đã."
Thằng Tuấn vừa ngoạc mồm ra trêu chọc, vừa phá lên cười. Lập tức cả đám cũng hùa theo trêu chọc. Ơi, nó khóc rồi kìa chúng mày ơi. Đúng là đồ con gái, hơi tí là chảy nước đáy ra. Thôi về nhà mà bú ti mẹ mày đi. Cút về đi, lần sau đừng có ra đây chơi nữa nghe. Thôi chúng mày đừng có trêu nó nữa. Nó về mách bố. À, mà nó làm gì có bố để mách. Bố nó chết rồi. Bố nó chết rồi. Mà chúng mày có biết gì không? Mẹ tao bảo nó khắc chết bố nó đó. Ghê chưa? Chúng mày trêu nó không khéo hả? Nó khắc chết mẹ chúng mày đấy. Thôi đừng có chơi với nó nữa. Cút về nhà bú ti mẹ mày đi. Nghe xong những lời miệt thị này, ánh mắt nó chợt thay đổi. Nó nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay quệt máu ở chân đưa lên miệng. Mùi tanh của máu lại một lần nữa thôi thúc con quỷ trong người nó trỗi dậy. Nó đứng thẳng người lên, quay sang chỗ mấy đứa đang trêu nó. Nó nói: đúng rồi, tao sẽ khắc chết chúng mày đó. Về cho cẩn thận nha, coi chừng gặp phải tao ở giữa đường thì... Cả đám trẻ thấy thái độ của nó như thế cũng khựng lại. Bình thường nếu trêu chọc nó như thế thì nó sẽ khóc lóc mà chạy về, nhưng lần này thì khác. Thái độ và ánh mắt của nó làm cho đám trẻ con cũng hơi chột dạ. Nhưng mà một thằng nhóc nhỏ thó gầy gò như nó, chỉ cần một tay của thằng Tuấn cũng dư sức bóp cổ, huống gì. Nghĩ thế, đám trẻ cũng cho là phải, rồi tiếp tục chơi. Tàn cuộc, đám trẻ chia tay nhau, ai về nhà nấy. Ba thằng kia đi với nhau đến cái ngã ba thì chia tay, vì mỗi thằng ở mỗi một con đường khác nhau. Thằng Tuấn cứ vô tư bước, trời tối đen, con đường về nhà lởm bởm nước. Vừa đi nó vừa mường tượng ra cảnh mâm cơm đang nóng hổi chờ nó ở nhà. Nghĩ thế nên nó càng bước vội. Chợt nó phát hiện ra một bóng đen đang đứng thù lù trước mặt, chắn ngang đường. Cái hình bóng này quen thuộc lắm, hình như là thằng Luân. Nghĩ đến cái ánh mắt và thái độ của nó khi nãy, làm thằng này cũng có chút chột dạ, nhưng cố vẻ bình tĩnh bước tới. Gần tới nơi cái bóng đen kia đang đứng, nó lên tiếng hỏi: Luân, là mày hả? Sao còn chưa cút về nhà mà bú ti mẹ mày đi? Còn đứng đây chặn đường ông? Tránh ra cho tao về nhà. Cái bóng kia vẫn cứ im lặng, đứng nguyên ở đó. Nó chẳng xem những lời nói của thằng Tuấn ra cái gì, vẫn điềm nhiên đứng thẳng, mặt cúi gằm. Mày điếc hả? Hay lại muốn ăn đòn? Thế thì đừng có trách bố mày không nói trước đó. Nhìn cái bộ dạng của cái bóng kia mà thằng Tuấn cay cú lắm. Nó giơ tay đấm về phía cái bóng kia. Chợt cái bóng kia ngửa mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, chính là thằng Luân. Ấy nhưng mà không ở thằng Luân thường ngày, mà dường như là con người khác. Khuôn mặt nó nhìn ghê lắm, miệng nó cười ngoác ra, mắt nó gằn lên những tia đỏ chằng chịt. Thằng Tuấn sợ đến mức chân tay run lên bần bật, nhưng cũng ráng sức tung một cú đấm về phía thằng Luân. Ai ngờ thằng Luân đưa tay lên nắm lấy tay thằng Tuấn, bẻ quặt sang một bên. Miệng nó gầm gừ, nói những tiếng chậm rãi, khàn đặc: Mày dám làm nhục mặt tao, mày phải chết. Thằng Tuấn lúc này đã mềm nhũn như con chi chi, tay bị bẻ quặt ra, đau điếng, mặt hốt hoảng. Không biết thằng gầy trơ xương như thằng Luân lại lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy. Nó hoảng hốt quỳ xuống mà xin: Luân ơi, tao xin lỗi, tao không dám trêu mày nữa đâu. Mày tha cho tao đi, tao sợ. Luân ơi, mày tha cho tao. Tha cho mày ư? Không, chống lại tao thì mày phải chết. Phải chết hả? Nó gầm lên trong cổ họng, rồi một tay bóp chặt lấy tay thằng Tuấn. Tay kia nhấc bổng thằng Tuấn lên dễ như nhấc con mèo. Nó đếm thằng Tuấn xuống đất. Tiếng hụt vang lên.
Thằng Tuấn đau điếng, cố gắng lết về phía trước, trốn chạy. Nhưng không kịp. Thằng Luân tiến lại gần, liên tục đấm đá vào người của thằng Tuấn. Thằng Tuấn lúc này chẳng khác gì cái bao cát, mặc cho thằng Luân đấm đá túi bụi, nó chỉ nằm im chịu trận. Đến khi thằng Tuấn đã nằm im, mắt nhắm nghiền, mồm miệng đầy máu, thằng Luân mới dừng tay, lôi thằng Tuấn lúc này đã bất tỉnh vào trong bụi tre, vứt vào trong đó, rồi thản nhiên bước đi, miệng nó thì thầm. Xong một thằng, giờ thì đến lượt hai thằng kia. Chống lại tao à? Chúng mày sao phải chết? Chết hết, chết hết, chết hết. Đêm hôm đó trôi qua, thằng Luân trở về nhà lúc này đã gần nửa đêm. Mẹ nó đang ngồi chờ nó ở trước cửa. Thấy con về, cô Lan hốt hoảng chạy ra, tức giận lấy tay phạt vào mông nó mấy cái, rồi mắng. Đi đâu giờ này mới mò về hả? Làm mẹ lo lắng. Tự mai mẹ cấm, cấm mày không được đi chơi. Mày mà dám trốn nhà đi chơi về trễ nữa thì mày chết với mẹ đó. Mẹ đánh mày tuốt xác nghe chưa con? Nghe chưa? Trước cơn thịnh nộ của mẹ, nó đứng im chịu trận, không tránh né cũng chẳng kêu đau, mặt vẫn cúi gằm. Mẹ nó thấy thế thì điên tiết hơn, vào nhà lấy cái roi ra vụt cho nó mấy cái rồi mắng. Mẹ nói mà mày trơ trơ cái mặt ra thế hả? Dám coi thường lời nói của mẹ mày à? Mày sao mày lại thế hả? Học ở đâu ra cái thói coi thường mẹ mày vậy con? Hả? Mỗi một tiếng hả là một roi cứ vun vút đen đét đánh xuống. Thằng Luân vẫn đứng im. Mẹ nó đánh một hồi thì mệt quá, ngồi xuống ghế thở hổn hển. Cô Lan thấy lạ lắm, chưa bao giờ thằng con cô nó lại như thế này. Nó giống như một con người khác vậy. Bình tĩnh lại, cô tiến lại gần, đưa tay nâng mặt nó lên, thì cô hốt hoảng ngã vật ra đất, miệng ú ớ không nói nên lời. Mặt nó đầm đìa toàn máu, hai con mắt trợn ngược, đỏ rực, miệng cười toạc ra, nước dãi đang nhỏ xuống tông tổng. Nó ngẩng cao đầu, cất giọng nói với cô bằng cái giọng âm u như từ cõi thâm sâu vọng về. Mày dám đánh tao, dám chống lại tao, mày phải chết. Phải chết. Nói đoạn, nó dùng nắm đấm định đánh cô, thì đột nhiên khuôn mặt nó trở lại bình thường, ngơ ngẩn không biết mình đang làm gì. Thấy mẹ đang ngồi thụp dưới đất, Toàn lại đỡ mẹ dậy, thì khuôn mặt nó lại thay đổi, nanh ác và dữ tợn. Cô Lan hét lên. Luân, con làm gì vậy? Con dám đánh cả mẹ ư? Con ơi, con ơi con, mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây nè. Con không nhớ mẹ sao hả? Con. Vừa nói cô vừa khóc. Khuôn mặt nó liên tục thay đổi. Nó ôm đầu thét lên đau đớn. Cô định lao đến ôm nó, nó đẩy cô ra mà thét lên. Tránh ra tôi ra. Tránh ra tôi ra. Nói đoạn, nó ôm đầu chạy một mạch ra ngoài, mất hút trong màn đêm đen đặc. Cô Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàng hoàng ôm ngực thở dốc. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một tia chớp xẹt ngang qua đầu. Cô ngỡ mình nằm mơ. Nhưng không, cô tĩnh tâm trở lại. Chợt nhớ đến nhà ông Bình, cô chạy sang nhờ giúp đỡ. Nửa đêm, tiếng gõ cửa ầm ầm, làm vợ chồng ông Bình đang ngủ chợt tỉnh giấc. Ông Bình hốt hoảng chạy ra mở cửa, nhận ra là cô Lan. Cô vừa khóc vừa kể lại cho ông Bình. Hai vợ chồng ông nghe cũng chả hiểu mô tê gì về cái chuyện cô đang nói. Ấy nhưng mà thấy bộ dạng cô như thế, không tin cũng phải tin. Thế là ba con người trong đêm soi đèn pin đi tìm thằng Luân,
giữa màn đêm đen đặc. Tiếng gọi con ơi, Luân ơi cứ thế vang lên, nghe não nề. Một lúc tìm kiếm thì thấy bố mẹ của ba thằng Tuấn, Tùng, Kiên cũng đang đi tìm con. Cô Lan kể lại mọi chuyện. Nghe đám nhóc kể lại là lúc chiều chơi đá bóng, ba thằng kia có trêu chọc thằng Luân. Rồi thái độ của nó lúc đó lạ lắm. Nghe tả lại thì đúng như lúc cô Lan đã bắt gặp lúc nó về nhà. Rồi cô kể lại mọi chuyện. Nghe thấy sự việc có vẻ liên quan đến nhau. Chắc đến 8-9 phần là thằng Luân đã hại ba thằng kia ở đâu đó. Đến đoạn này thì mọi người đã hốt hoảng lắm rồi, chia nhau đi tìm khắp làng trên xóm dưới. Tiếng chó sủa ầm ĩ dưới đêm khuya đánh thức cả làng. Người làng thức dậy giữa đêm khuya nghe câu chuyện của mọi người. Họ cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy những gia đình mất con đang hoang mang tột độ, họ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thế là cả làng đêm đó mất ngủ, người tìm trên, kẻ tìm dưới. Thậm chí có người còn lặn cả xuống ao, xuống sông, mò tìm, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Một đêm cứ thế trôi đi. Trời vừa hửng sáng thì có người tìm thấy thằng Tuấn đang nằm bất động trong bụi tre, người đầm đìa máu chảy, đang thở thoi thóp. Lập tức đưa nó đi bệnh viện. Rồi thì hai thằng Tùng và Kiên cũng được tìm thấy. Tình trạng cũng chẳng khá hơn thằng Tuấn là mấy. Ai nấy cũng đều bầm dập, máu me bè bét. Chỉ riêng thằng Luân là không thấy đâu. Cả làng vẫn chia nhau đi tìm. Đến tận trưa cũng không thấy. Đang định nhờ đến công an thì từ đâu bất thình lình thằng Luân xuất hiện. Người nó hốc hác, hai mắt trũng sâu. Nó ngã quỵ trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Cô làng chạy lại đỡ lấy con, nước mắt chảy dài. Nó thều thào nói với mọi người. Con xin lỗi, con không điều khiển được. Nó đang điều khiển con. Con không muốn hại ai cả. Con xin lỗi. Đưa con đến gặp thầy hai đi. Mau đưa con đến gặp thầy hai. Nếu không, con sẽ hại rất nhiều người. Vừa nói nó lại vừa khóc. Một lúc thì ngất liệm. Mọi người hốt hoảng định đưa nó đi bệnh viện thì mẹ nó ngăn lại. Cô nhờ người chở hai mẹ con lên nhà thầy hai. Cô muốn làm rõ mọi chuyện. Cô biết con cô vốn không phải người như vậy. Cô cũng biết cái thứ đang tồn tại trong người con trai cô không phải là thứ tầm thường. Còn cô nằng nặc đòi lên gặp thầy hai, tức là có lý do gì đó. Mọi người cũng cho là có lý. Đang định đưa thằng bé lên xe thì một giọng nói ồm ồm vang lên. Mọi người không cần đi đâu cả, tôi đến rồi. Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, thì thấy một ông già tuổi chừng 70, râu tóc bạc trắng nhưng dáng người quắc thước khỏe mạnh. Ông chính là ông thầy hai nức tiếng vùng này, là đạo pháp cao siêu. Ông thầy bảo mọi người đưa thằng bé vào nhà, đặt nó nằm lên giường, rồi đổ nước từ cái lọ ông mang theo cho nó uống. Mọi người hiếu kỳ vây xung quanh để xem ông thầy hai sẽ xử lý ra sao. Đoạn ông nói: Trước đây tôi đã nói, thằng bé này sinh ra đã có hai linh hồn. Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ. Tiếc là linh hồn của nó phát triển theo hai hướng khác nhau, một thiện và một ác. Hai linh hồn này đấu tranh với nhau để đoạt quyền kiểm soát. Ban ngày thì linh hồn thiện lương thắng thế, thằng bé hiền lành và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Đêm xuống, linh hồn ác quỷ trong người nó thắng thế, lại được thêm sự xúc tác của máu, làm cho ma tính trỗi dậy chiếm đoạt thể xác, làm ra những chuyện như mọi người đã biết. Chỉ cần chống lại nó sẽ lập tức tiêu diệt ngay. Linh hồn này cũng có sức mạnh vượt trội, rất khó kiểm soát. Đêm qua đang ngủ, chợt ta thấy nóng ở trong bụng,
thức dậy bấm độn thì biết dưới làng hạ xảy ra chuyện. Thế là tờ mờ sáng ta đã lên đường xuống đây. Cũng may là còn kịp. Nghe xong câu chuyện của ông thì mọi người cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Ông dặn mọi người về hết, chỉ để ông và đứa bé ở trong nhà. Còn lại không ai được vào chỗ ông làm phép, kể cả cô Lan. Nếu không mọi việc sẽ đổ sông đổ biển hết. Lúc ấy ông cũng hết cách. Mọi người hỏi ông có cần chuẩn bị thứ gì để trừ tà hay không, thì ông bảo là không cần. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Chỉ mong mọi người nhớ lời ông, không được lại gần lúc ông làm phép là được. Ông sẽ bắt linh hồn kia đi, để cho thằng bé sống một cuộc sống bình thường. Nói đoạn, ông đặt thằng Luân ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ kê giữa nhà. Ông lấy ra một chiếc bình ngọc, một chén máu gà, một lá bùa vàng và một sợi dây đỏ. Ông bắt đầu đọc chú. Thằng Luân vẫn ngồi im không kháng cự, mắt vẫn nhắm nghiền. Ông lấy máu gà bôi lên mũi thằng Luân thì chợt có biến. Thằng Luân mở mắt to ra nhìn ông, khuôn mặt thay đổi. Chính là khuôn mặt nành ác mà mọi người đã thấy. Nó toàn lao lên bóp cổ ông thầy, thì mới nhận ra là cả người đã bị sợi dây đỏ trói chặt. Ông thầy chỉ cười nhẹ, một tay dán lá bùa lên trán nó, một tay kết ấn độc chú. Lầm rầm một hồi lâu thì thằng Luân cựa quậy dữ dội, chân nó đạp lung tung, dùng dãy muốn thoát ra khỏi cái phản nhưng không được. Miệng nó rú lên: "Lão già, lão dám hại tao, lão phải chết, phải chết." Nó gầm lên như thế thì ông thầy càng đọc nhanh hơn. Nhìn nó quằn quại đau đớn, mọi người không khỏi xót xa, đặc biệt là mẹ nó. Thấy cách này không hiệu quả, nó nhanh trí đổi chiến thuật. Nó quay ra cửa, giả vờ khóc rồi kêu lên: "Mẹ ơi, cứu cứu con với, con đau lắm. Cái lão già này muốn giết con nè. Mẹ ơi, cứu cứu con." Nghe con kêu thì cô Lan không kìm lòng được, định xô cửa xông vào, nhưng mọi người cản lại. Cô chỉ đành bịt tai lại mà khóc, mong sao mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Mọi người nghe một tiếng thét xé lòng vang lên, mọi người im bặt. Ông thầy mở cửa bước ra, mỉm cười nói một câu gọn lõn: "Xong rồi." Mọi người vây quanh ông lão hỏi chuyện. Ông bảo ông đã nhốt linh hồn kia vào cái bình này, giờ đem về nhà để thuần hóa cho nó hết ác tâm, sau này có thể dùng để cứu người. Số còn lại ùa vào xem thằng Luân có bị gì không. Nó lúc này đã tỉnh, khuôn mặt ngây thơ đã trở lại. Nó mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người vui mừng ra mặt, cảm ơn ông thầy rối rít. Nhưng ông thầy đã đi từ lúc nào. Cô Lan ôm lấy thằng Luân mà khóc. Mọi chuyện qua đi, mấy gia đình của ba thằng kia cũng không trách hay bắt đền gì cả, vì suy cho cùng cũng là con họ sai trước. Sau này, mỗi khi kể về những câu chuyện kỳ lạ xảy ra trên đời, tôi đều đem câu chuyện này kể lại. Có người tin, cũng có người không. Nhưng mặc kệ, chuyện cả làng tôi đều biết. Người khác tin hay không kệ họ. Thằng Luân cứ thế mà lớn lên, khỏe mạnh bình thường, học hành giỏi giang. Đến giờ cũng đã có gia đình, báo hiếu cô Lan, làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng mà mỗi khi gặp chúng tôi, nó vẫn giản dị như thằng Luân còi ngày nào mà thôi. Những tưởng mọi chuyện đến đây là hết, nhưng đâu đó trong góc tối tĩnh mịch, ở một vùng sơn cước quanh năm phủ bóng sương mờ, trong một khu rừng âm u, phát ra tiếng cười khùng khục của một ông già, ngồi sau một cái hương án nghi ngút khói, và cả những thứ đồ kỳ lạ. Lão ngước cặp mắt đỏ như máu lên, ngắm nghía thứ đồ trong tay mà cười. Sau bao năm tu luyện, cuối cùng hôm nay ta đã có được người. Sông hồn âm binh, giờ đây các người sẽ phải trả giá.
sẽ phải trả giá. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Sông Hồn, tác giả Duy Hoàng. Chương trình đồng chuyện tâm linh đêm khuya đến đây xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.